Trung Quốc nói nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm đang tập trận ở Biển Đông. Trung Quốc lại thông qua luật mới tự tăng quyền cho mình ở vùng biển tự mình tuyên bố chủ quyền. Khi châu Âu không ngồi yên nhìn sự hung hăng của Trung Quốc. Philippines tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tập trận hàng hải ở Biển Đông. Ý kiến Trung Quốc muốn tất cả. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ coi các tàu chiến thuật của Trung Quốc đã lỗi thời. Quý vị đang nghe mục tin biển Đông ngày 3 tháng 5 của Đài TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Quân đội Trung Quốc cho biết hôm chủ nhật ngày 2 tháng 5, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Quốc gần đây đã tiến hành một cuộc tập trận ở biển Đông. Đồng thời nước này đã nhiều lần phàn nàn về việc các tàu hải quân Hoa Kỳ đến gần các đảo mà Trung Quốc chiếm đóng ở Biển Đông, nơi Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan đều có tuyên bố chủ quyền. Các nhóm hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đã đi gần các đảo do Trung Quốc kiểm soát trong vùng biển tranh chấp nhiều lần trong năm nay. Cuộc tập trận được mô tả là cuộc huấn luyện định kỳ và nằm trong kế hoạch hoạt động hàng năm của Hải quân Trung Quốc. Sơn Đông đi vào hoạt động vào năm 2019 và là tàu mới hơn trong số hai hàng không mẫu hạm của Trung Quốc. Thời báo Hoàn Cầu và Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc ngày 2 tháng 5 dẫn lời ông Cao Siêu Trân, phát ngôn viên của Hải quân Trung Quốc, xác nhận thông tin tàu Sơn Đông đang ở Biển Đông. Vị này cho biết Sơn Đông đang ở cùng một nhóm các tàu khác nhưng không tiết lộ chi tiết. Ông Cao nhấn mạnh hàng không mẫu hạm Trung Quốc sẽ tiếp tục các hoạt động tập trận tương tự trong tương lai, khẳng định đây là các hoạt động chính đáng để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc. Trong khu vực và ông hy vọng Thế giới bên ngoài sẽ nhìn nhận cuộc tập trận của tàu Sơn Đông một cách khách quan và hợp lý. Trung Quốc đã đưa ra các yêu sách hàng hải vô lý trên biển Đông, bất chấp các phản đối của cộng đồng quốc tế. Phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài quốc tế về biển Đông đã bác bỏ cơ sở pháp lý cho các yêu sách này. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn phớt lờ và tiếp tục leo thang bằng các hoạt động bồi đắp, quân sự hóa những thực thể nhân tạo chiếm đóng phi pháp. Việc hàng không mẫu hạm Sơn Đông xuống Biển Đông diễn ra không lâu sau khi nhóm hàng không mẫu hạm Liêu Ninh rời khỏi khu vực và trở về cảng nhà ở Thanh Đảo. Các vệ tinh cho thấy trong thời gian nhóm tàu Liêu Ninh ở Biển Đông từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 4, hàng không mẫu hạm Sơn Đông hầu như neo đậu tại căn cứ hải quân ở Tam Á thuộc đảo Hải Nam. Ngày 28 tháng 4, tàu Sơn Đông rời căn cứ để tiến ra Biển Đông. Giới quan sát quân sự nhận định, việc Trung Quốc liên tục cho hàng không mẫu hạm xuống Biển Đông là một hoạt động vô trương sức mạnh trong số những con tàu được biên chế có tàu khu trục đại liên thuộc kiểu Tai 055. Đây là loại tàu khu trục lớn nhất và mạnh nhất trong lực lượng hải quân Trung Quốc, được ví như xương sống của nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Trung Quốc. Nên việc phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc nhấn mạnh tàu Sơn Đông đang trong một nhóm tàu chiến rất đáng chú ý. Điều này có thể nhằm khẳng định Sơn Đông đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trung Quốc đã thông qua một đạo luật mới nhằm tăng cường quyền lực cho các cơ quan an toàn hàng hải của họ làm dấy lên lo ngại rằng căng thẳng giữa Bắc Kinh và các nước châu Á khác, bao gồm cả Nhật Bản, có thể leo thang ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bản sửa đổi mới nhất đã được thông qua tại Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc vào ngày 29 tháng 4 vừa qua. Nó dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, theo Tân Hoa Xã. Đạo luật này sẽ cho phép cơ quan an toàn hàng hải của Trung Quốc thuộc Bộ Giao thông Vận tải ra lệnh cho các tàu nước ngoài rời khỏi khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh hải của họ nếu họ cho rằng chúng có thể đe dọa an ninh. Cơ quan này cũng có thể chặn các tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải nếu chúng không thuộc trường hợp đi qua vô tội theo luật pháp quốc tế. Tờ Thời báo Nhật Bản đưa tin. Trung Quốc có cách tuyên bố chủ quyền lãnh thổ xung đột với 4 trong số 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam, cũng như Đài Loan ở Biển Đông và Nhật Bản ở Biển Hoa Đông. Vào tháng 2, Trung Quốc cũng đã thực thi một đạo luật gây tranh cãi cho phép Lực lượng bảo vệ bờ biển của họ sử dụng vũ khí khi tàu nước ngoài tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển mà họ tuyên bố chủ quyền khi các tàu nước ngoài không tuân theo mệnh lệnh của họ. Gần đây, ông Tập Cận Bình đã áp dụng các quan điểm cứng rắn ở các vùng biển Hoa Đông và Biển Đông như một phần trong mục tiêu biến đất nước trở thành cường quốc hàng hải. Tuần qua, EU đã lên án Trung Quốc về Biển Đông, trong khi một số nước cùng thuộc châu Âu như Anh đã có những động thái cụ thể khi tăng cường hợp tác quân sự ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Nói chung và Biển Đông nói riêng. Các nước châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào thương mại với Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Việc Trung Quốc đe dọa các nước láng giềng không chỉ có nguy cơ làm đảo lộn sự ổn định mà còn đe dọa thương mại hàng hải và hàng không cũng như các liên kết qua Biển Đông là một phần của Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Lãnh đạo các nước này dần nhận ra rằng quan hệ hợp tác cũng cần bao gồm một phần quân sự mang tính gian đe, chứ không chỉ giới hạn trong kinh tế, chính trị như nhiều năm qua. Tuy nhiên, quan hệ đối tác của các nước châu Âu với các đối tác ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương sẽ là một trong những hợp tác và hỗ trợ chứ không phải là lãnh đạo, họ sẽ hành động để hỗ trợ các đối tác Mỹ và châu Á của họ. Khác với lực lượng hải quân Anh và Pháp, các hoạt động quân sự của các nước châu Âu khác sẽ ở quy mô nhỏ và mang tính biểu tượng hơn là thực chất. Mặc dù vậy, đó là một cam kết quan trọng đối với sự ổn định của Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, một cam kết mà chỉ cách đây 5 năm thì khó có thể nghĩ tới. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Delfin Lorenzana cho biết hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 5 rằng nước này sẽ tiếp tục các cuộc tập trận hàng hải bên trong vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc và yêu cầu dừng ngay các hoạt động diễn tập hành động mà họ cho là có thể leo thang tranh chấp. Lực lượng tuần duyên và Cục Ngư nghiệp của Philippines đã bắt đầu các cuộc tập trận hàng hải vào tháng trước, tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực để chống lại sự hiện diện đe dọa của các tàu thuyền Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, qua đó có khoảng 3.000 tỷ USD thương mại qua tàu thuyền mỗi năm, bất chấp phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực Sơ Huê, rằng tuyên bố của Bắc Kinh không phù hợp với luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Defi Lorenzana cho biết trong một tuyên bố, việc tiến hành tuần tra hàng hải ở Biển Đông sẽ tiếp tục, ông nói, chính phủ sẽ không dao động trong quan điểm của mình. Sự hiện diện kéo dài của hàng trăm tàu thuyền Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và các nước trong khu vực tại vùng biển có tuyên bố chủ quyền đã làm dấy lên căng thẳng với chính quyền Bắc Kinh trong khi ông Duterte vẫn coi Trung Quốc là một người bạn tốt, nhà lãnh đạo cao nhất của Philippines tuần trước nói. Có những điều không thực sự phải thỏa hiệp, tôi hy vọng họ sẽ hiểu, nhưng tôi có lợi ích của đất nước tôi cũng cần được bảo vệ. Ông Rajana cho biết Philippines có thể thân thiện và hợp tác với các quốc gia khác, nhưng không làm mất chủ quyền và quyền chủ quyền của chúng tôi. Trong một bài bình luận, tác giả James Agore đã đưa ra một phân tích về tham vọng của Trung Quốc nhằm thế Mỹ lãnh đạo thế giới. Là tác giả của cuốn sách nổi tiếng The China Crisis, cuộc khủng hoảng Trung Quốc, ông Corey nhận định Bắc Kinh có tham vọng rất lớn, muốn có tất cả dưới sự kiểm soát của mình. Lo ngại phần còn lại của thế giới sẽ sớm trở thành đồ chơi của Bắc Kinh, ông Gori cho rằng tương lai của Trung Quốc sẽ lớn hơn nhiều so với một trại tù phản địa đảng, vô nhân đạo và suy đồi, nơi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng công nghệ kỹ thuật số theo hướng độc tài, bắt người dân của mình phải chịu đựng nặng nề trong vài thập kỷ qua. Theo ông Gori, dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc có rất nhiều âm mưu. Họ luôn tự hỏi tại sao chỉ nô dịch 1 phần 5 thế giới trong khi có thể kiểm soát tất cả. Trung Quốc mưu toàn thống trị thế giới. Ông Gori cảnh báo, rõ ràng Trung Quốc muốn có tất cả và tất cả có nghĩa là tất cả. Ông cho rằng có nhiều khía cạnh cần thiết để trở thành siêu cường thế giới. Và Bắc Kinh muốn có toàn bộ, đặc biệt trong số đó là kế hoạch của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm thiết lập quyền bá chủ thế giới thông qua một hệ thống tiền tệ toàn cầu, dựa trên đồng nhân dân tệ. Tất nhiên, đồng tiền này sẽ thay thế đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, theo ông Gori, đó chỉ là sự khởi đầu. Trung Quốc sẽ tìm cách kiểm soát tuyệt đối các vùng biển trên thế giới bằng cách kiểm soát việc tiếp cận các tuyến đường thương mại quan trọng của thế giới. Bắc Kinh cũng tìm cách thống trị thế giới thông qua chính sách Made in China – được thiết kế để dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot, kỹ thuật sinh học và tất cả các công nghệ khác đang được Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản dẫn đầu trên thế giới. Tất nhiên, theo ông Gordy, những kế hoạch lớn này gây bất lợi cho mọi quốc gia khác, bao gồm cả châu Âu, Hoa Kỳ và thậm chí cả Nga. Tổng thống Vladimir Putin có thể chưa thừa nhận điều đó, nhưng ông Putin chắc hẳn biết điều này là đúng. Lợi dụng đại dịch cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tận dụng đại dịch Covid-19. Ông Gori nhận xét, Bắc Kinh như đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí còn muốn dẫn đầu nỗ lực tiêm vaccine cho toàn cầu, chống lại căn bệnh mà bản thân họ bị cáo buộc là thủ phạm gây ra để chống lại thế giới. Và họ đang đạt được ảnh hưởng quyền lực mềm đối với gần 70 quốc gia vốn đang nhận vaccine miễn phí. Bất chấp một thực tế hèn hạ là hầu hết các nước trên thế giới không tiếp cận được khẩu trang, máy thở, thuốc và các nguyên liệu vật liệu khác từ công xưởng Trung Quốc khi đại dịch vẫn đang lây lan. Ông Gordy cho rằng chính sách đối ngoại xoay quanh vaccine của Trung Quốc cũng đã chứng tỏ lợi thế đối với sáng kiến vành đai và con đường, hay BIE đang thất bại trong kế hoạch bẫy nợ quyết đoán của Bắc Kinh nhằm dụ dỗ các quốc gia tham gia vào BIE đã có những lời đồn đoán về mưu đồ bất lương này. Nhưng đại dịch COVID-19 đã cho Bắc Kinh cơ hội để xoay chuyển tình thế. Trung Quốc đã liên kết việc tiếp cận vaccine với sự tham gia vào BIE và nó đã mang lại cho Đảng Cộng sản Trung Quốc các mức độ gây ảnh hưởng và quyền lực ở trên một cấp độ mới. Theo ông Gory, tất nhiên Trung Quốc rõ ràng có thể ảnh hưởng, không thể phủ nhận và toàn diện đối với các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới, Liên hợp quốc và kể cả đối với chính phủ ông Biden. Mà người ta thường gọi là chính phủ Biden Harris. Một nước Mỹ sẽ không lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, theo ông Gory, vấn đề quan trọng hơn không phải là những bước tiến mà Trung Quốc đang đạt được trên thế giới mà chính là sự không sẵn lòng của chính phủ Hoa Kỳ hiện tại trong việc lãnh đạo thế giới. Ông Gary nhận xét, Tổng thống Joe Biden và sự sa sút trí tuệ của ông ấy đã cho phép Trung Quốc và các đối thủ khác coi Hoa Kỳ như một cường quốc đang thụt lùi và cản trở chính phủ mới có một khởi đầu tích cực trong chính sách đối ngoại của mình. Ông Gary cũng cho rằng, không hề có sự lãnh đạo nào từ tòa Bạch Ốc chỉ có sự hòa giải và yếu kém đối với Trung Quốc và Iran và không thấy bất kỳ tín hiệu khẳng định nào về một thế giới do Hoa Kỳ dẫn đầu Nói cách khác, Trung Quốc đang lấp đầy khoảng trống trên trường thế giới do sự ra đi của chính quyền Trump. Khoảng trống chỉ ngày càng nới rộng ra dưới thời chính quyền Biden. Nhận thấy không chỉ ảnh hưởng của Hoa Kỳ suy giảm nhanh chóng ở nước ngoài, mà những năng lực kinh tế tiềm tàng của chúng ta ở trong nước cũng vậy. Ông Gori lưu ý, giờ đây Hoa Kỳ lại là một lần nữa phụ thuộc vào dầu nhập khẩu từ nước ngoài, khiến cho giá nhiên liệu và giá các mặt hàng liên quan đến nhiên liệu tăng cao hơn hiện lạm phát là một mối lo thực sự. Việc hủy bỏ dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL khiến thất thoát hàng chục nghìn việc làm và các nhà máy một lần nữa phải rời khỏi Hoa Kỳ ra nước ngoài, mang theo công việc cùng đi với họ. Không chỉ vậy, theo ông Gori, việc chi tiêu quá mức của ông Biden gần 2.000 tỷ USD dưới cái mát gói cứu trợ COVID-19 và kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng 3.000 tỷ USD sắp triển khai sẽ chỉ làm Suy yếu thêm nền kinh tế và đe dọa khả năng sinh tồn của người dân Mỹ bằng cách bổ sung thêm khoản nợ không bền vững vào ngân sách quốc gia trong bối cảnh năng suất giảm và thất nghiệp gia tăng. Nói tóm lại, ông Gorey cho rằng hiện Mỹ đang bước đi thụt lùi, cũng giống như thời trước cựu tổng thống Trump dẫn đến khoảng trống quyền lực trên thế giới. Ông Gorey đặt câu hỏi: Với những xu hướng tiêu cực này, tội gì nhà cầm quyền Trung Quốc lại không tìm cách cải tạo thế giới dựa theo khuôn mẫu của họ? Ai sẽ đứng ra ngăn cản họ? trên thực tế là không có ai cả. Ông Gory bi quan nhận định Trung Quốc đã chơi lá bài Mỹ. Theo ông Gory, như tình hình có thể thấy hiện tại, chắc chắn không phải Mỹ hay Châu Âu có khả năng ngăn chặn Trung Quốc. Lấy ví dụ như Mỹ, chính quyền Biden nói rất hay nhưng lại bị người Trung Quốc lớn áp trong cuộc gặp thượng đỉnh gần đây của họ ở Alaska. Ông Gory nhận định thế giới đã theo dõi và thấy một nước Mỹ rất khác so với dưới thời cựu tổng thống Donald Trump. Với việc ông Trump Rời khỏi tòa Bạch Ốc và ông Biden thế chỗ, Hoa Kỳ không còn là bức tường thành có thể chống lại một Trung Quốc đang bành trướng và trỗi dậy. Điều khó chịu nhất, theo ông Gorey, là thực tế rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc với thụt lùi của phía Hoa Kỳ chính là kế hoạch của Bắc Kinh từ bấy lâu nay. Con bài Trung Quốc mà Tổng thống Richard Nixon dường như đã chơi rất tốt để chống lại Liên Xô vào thời kỳ đỉnh điểm của chiến tranh lạnh, giờ đây đã được lặp lại và chuyển thành con bài Hoa Kỳ mà Trung Quốc đang chơi để chống lại Mỹ. Sự tràn ngập hoàn toàn của công nghệ, sở hữu trí tuệ, vũ khí quân dụng hạng nặng và vốn chảy từ Hoa Kỳ sang Trung Quốc đã được tính toán để khiến Trung Quốc trở nên độc tài hơn, hùng mạnh hơn và hoàn toàn có thể chống chọi với những thách thức kinh tế hiện hữu mà nước này phải đối mặt. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc không có kế hoạch làm trung hòa hoặc dân chủ hóa Trung Quốc, ông Gary nhận xét. Thông điệp sai lầm rằng Trung Quốc sẽ dân chủ hóa chỉ để qua mặt các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ. Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lộ rõ kế hoạch của mình và Hoa Kỳ với sự suy giảm vai trò lãnh đạo thế giới và lợi ích kinh tế không thể và trong một số trường hợp là không sẵn lòng đẩy lùi Bắc Kinh. Ngoài ra, theo ông Gordy, một chính phủ của bà Harris vốn có thể sẽ trở thành hiện thực trong tương lai gần, sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào, thậm chí nó chỉ có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi Hoa Kỳ thành một quốc gia khó khăn về kinh tế ở cả trong và ngoài nước. Sẽ là 4 năm dài, phía trước, ông Gordy kết luận khi đề cập đến nhiệm kỳ hiện tại của chính phủ Hoa Kỳ. Hiện tại, cuộc đối đầu quân sự Mỹ-Trung đang nóng lên. Cách đây vài ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin tuyên bố rằng cuộc chiến tiếp theo sẽ là cuộc chiến tốc độ hoàn toàn khác với những cuộc chiến kiểu cũ trong quá khứ. Ông nhấn mạnh rằng quân đội Hoa Kỳ phải kết hợp công nghệ, khái niệm hoạt động và khả năng để ngăn chặn đối thủ của họ. Vượt qua, một số nhà phân tích tin rằng các trận chiến hiện đại về chiến tranh công nghệ và chiến thuật đông người của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lỗi thời Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, cuộc chiến tiếp theo rất khác. Vào ngày 30 tháng 4, theo giờ địa phương, lễ bàn giao giữa chỉ huy mới và cũ, Aquilino và Davidson của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã tổ chức tại Trần Châu Cảng, Hawaii. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Austin đã có bài phát biểu về chính sách quốc phòng lớn đầu tiên kể từ khi nhậm chức tại Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Một địa điểm biểu tượng cho sức mạnh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Ông tuyên bố rằng Cuộc chiến tiếp theo giữa Hoa Kỳ và kẻ thù sẽ rất khác so với những cuộc chiến trước đó. Ông Austin nói rằng quân đội Mỹ và kết hợp công nghệ, khái niệm hành động và khả năng để có được sức mạnh quân sự đáng tin cậy, linh hoạt và có tính gian đe cao đủ để ngăn chặn đối thủ có thực lực. Ông nói, chúng ta phải tạo ra lợi thế cho chính mình và tạo ra khó khăn cho đối thủ của chúng ta. Mặc dù ông Austin không nêu tên Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bài phát biểu của mình, nhưng trước đó ông đã chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là một thách thức ngày càng tăng đối với quân đội Hoa Kỳ. Austin chỉ ra rằng quân đội Mỹ phải thiết lập một tầm nhìn mới cho chiến tranh có định hướng hơn, chẳng hạn như các mối đe dọa không gian và mạng internet đang ngày một lớn hơn, đồng thời đảm bảo lợi thế của quân đội Mỹ trong các lĩnh vực trên bộ, trên biển, trên không, không gian mạng, bao gồm cả sự phát triển của máy tính, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác. Tuy nhiên, ông cũng ám chỉ rằng Hoa Kỳ sẽ văn minh hóa trước, sau đó là quân sự hóa và sử dụng sức mạnh quân sự để hỗ trợ chính sách đối ngoại cho các nhà ngoại giao Mỹ có thể sử dụng điều này để tránh xung đột. Trung tâm truyền giáo quân sự của Hoa Kỳ nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mỹ hiện là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, đặc biệt ngày 20 tháng 12, 2019. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố thành lập lực lượng vũ trụ thứ 6 của Mỹ để đi đầu trong việc nắm bắt trên không và thậm chí lợi thế tấn công không gian. Ông Trump nói, Hoa Kỳ phải có vị trí thống trị về không gian các trách nhiệm của lực lượng vũ trụ bao gồm cung cấp định vị vệ tinh và các thông tin liên lạc cho các lực lượng chung khác trong các hoạt động trên thực địa, đồng thời đưa ra cảnh báo khi tên lửa nước ngoài được phóng đi. Bộ trưởng tác chiến không gian Hoa Kỳ Raymond cho biết, các biện pháp hoàn hảo của lực lượng vũ trụ sẽ dân đe kẻ thù của chúng ta và cho phép lực lượng liên minh và đồng minh của chúng ta luôn có đủ khả năng không gian cần thiết cho chiến tranh hiện đại và cuộc sống hiện đại. Sau khi Tổng thống Trump nhậm chức Ông nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất nên đã đảo ngược định hướng chiến lược của Hoa Kỳ. Chuyển trọng tâm từ Trung Đông sang Ấn Độ Thái Bình Dương, đẩy mạnh chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương, tăng cường liên minh và bao vây Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời rút khỏi hiệp ước tầm trung, tạo điều kiện cho quân đội Hoa Kỳ triển khai tên lửa ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Sau khi chính quyền ông Biden nhậm chức, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục có các hành động khiêu khích ở Biển Đông và eo biển Đài Loan, khiến Cuộc đối đầu quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc càng leo thang. Gần đây, quân đội Mỹ đang đẩy nhanh việc điều chỉnh, việc triển khai quân sự toàn cầu, bao gồm rút quân khỏi Trung Đông triển khai đến khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, triển khai tên lửa tấn công ở châu Á Thái Bình Dương, xây dựng lại hạm đội 1 ở Tây Thái Bình Dương, khởi động kế hoạch răn đe Thái Bình Dương và xây dựng kế hoạch hoạt động quân sự cụ thể ở Biển Đông. Dưới áp lực khả năng xảy ra đối đầu quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng tăng. Hiện tại, Đài Loan đã trở thành một chiến trường mới cho sự đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cựu chỉ huy Ấn Độ Dương Thái Bình Dương Davidson đã cảnh báo vào đầu tháng 3 rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan trong vòng 6 năm. Tại buổi lễ bàn giao ngày 30 tháng 4, ông tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thách thức sự thống trị khu vực của Hoa Kỳ thông qua các hành động ác độc. Do đó, cuộc cạnh tranh chiến lược ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ và Trung Quốc mà là cuộc chiến giữa thế giới tự do và độc tài. Để đối phó với lời đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hoa Kỳ đã bán nhiều loại vũ khí tối tân cho Đài Loan, bao gồm cả máy bay không người lái được sử dụng cho các chiến dịch phủ đầu, có thể thực hiện các cuộc tấn công chớp nhoáng vào các nhà lãnh đạo và các tổ chức chủ chốt của đối phương, đồng thời làm tê liệt hệ thống chỉ huy của đối phương. Đây là những mối đe dọa chết người đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoại giới tin rằng nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc cố gắng tấn công Đài Loan bằng vũ lực thông qua chiến thuật biển người, trong quá khứ, nó có thể phải đối mặt với một cuộc tấn công trực diện từ quân đội Đài Loan. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã đăng trên Facebook vào 30 tháng 4 rằng, mặc dù mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Đài Loan vẫn tồn tại, nhưng chính phủ hoàn toàn có khả năng kiểm soát nhiều rủi ro có thể xảy ra và thiết lập hàng rào an ninh cho Đài Loan. Mục tin biển Đông của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.